Ngày 21 tháng 4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, TNG ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt trên 7.000 tỷ đồng, hoàn thành trên 104% kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức doanh thu cao kỷ lục từ khi TNG thành lập đến nay. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 219 tỷ đồng. Năm 2024, TNG đề ra mục tiêu doanh thu là 7.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng, chi cổ tức tối thiểu đạt 16%. Thời gian tới, TNG tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, thực hành tốt tiêu chí ESG, môi trường, xã hội, quản trị trong sản xuất kinh doanh, đầu tư, triển khai xây dựng dự án, nhà máy nước sạch, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, xây dựng nhà máy Việt Đức tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.